Ngày 12 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án cướp tài sản, sát hại người rồi làm bậy xảy ra hôm 8 tháng 2 tại khu phòng trọ thuộc khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, do Nguyễn Đăng Khoa 25 tuổi, ngụ Đồng Nai thực hiện. Theo điều tra, Khoa và nạn nhân VTT 25 tuổi ngụ Đồng Nai ở cùng khu nhà trọ, phòng của Khoa ở dãy đối diện với dãy của phòng chị T. Khoa học hết lớp 10 thì nghỉ, đi làm công việc bán thời gian không ổn định, ham chơi game, sắp đến Tết nhưng không có tiền tiêu xài. Ngày 8 tháng 2, tức là ngày 28 tháng chạp âm lịch, Khoa thấy chị Tê ở một mình trong phòng, chuẩn bị đồ về quê ăn Tết, nên lấy lý do nhờ chị Tê qua phụ dịch chuyển tủ quần áo. Khi chị Tê vừa qua phòng thì Khoa đóng cửa lại, dùng dao đe dọa, uy hiếp và dùng dao tấn công, rồi lục tìm lấy tài sản của chị Tê. Tài sản gồm một lắc vàng, ba nhẫn vàng, một điện thoại di động iPhone 12 Pro, một sợi dây chuyền vàng, một đôi bông tay vàng và 3 triệu đồng. Sau đó, Khoa thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Kẻ thù ác sau đó đã phân thi thể nạn nhân rồi mang đi bỏ ở mép kênh ven đường đi vào khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. Sau đó Khoa đi bán một số tài sản đã cướp được của nạn nhân rồi đem theo một số món nữ trang còn lại đón xe khách về nhà bạn gái tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định chơi Tết cho đến ngày 13 tháng 2 thì bị bắt giữ. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, đây là mất mát và nỗi đau rất lớn của gia đình nạn nhân, hành vi gây án rất dã man, gây bức xúc trong dư luận xã hội công an sau đó đã thu hồi và tạm giữ được toàn bộ tài sản mà khoa đã cướp của nạn nhân đã sang minh và xử lý vật chứng trả lại cho gia đình chị t nhanh chóng kết thúc điều tra kết luận điều tra vụ án cùng đó đề nghị truy tố nhằm sớm đưa ra xét xử vụ án nghiêm minh kịp thời gian đe giáo dục phòng ngừa xã hội góp phần làm giảm đi nỗi đau của gia đình nạn nhân sau gần 2 tháng điều tra vào ngày 11 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra bản kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Nguyễn Đăng Khoa về các tội cướp tài sản, sát hại người rồi làm bệnh liên quan đến vụ hai bé gái mất tích trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, ngụ Tiền Giang để điều tra về hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm theo điều 147 Bộ luật hình sự 2015. Theo điều tra, vào đầu tháng 4 năm 2024, vì được bạn trai ở nước ngoài chu cấp tiền để thuê căn hộ ở trung cư Sài Gòn Pơn, phường 22, quận Bình Thạnh. Căn hộ này là nơi vi dùng để quay các clip nhạy cảm rồi chuyển ra nước ngoài. Vậy, Bộ Luật Hình sự quy định như thế nào về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích quay clip nhạy cảm? Theo luật sư Trương Văn Tuấn, thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm được quy định tại Điều 147 Bộ Luật Hình sự. Theo khoản 1 điều 147, người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn những việc nhạy cảm hoặc là trực tiếp chứng kiến việc trình diễn những hành động nhạy cảm dưới mọi hình thức thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội một trong các trường hợp có tổ chức hai lần trở lên với hai người trở lên Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh, có mục đích thương mại, gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể là 31 tới 60%, tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 3 tới 7 năm. Trong trường hợp gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61% trở lên hoặc làm nạn nhân quên sinh thì bị phạt tù đến 12 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc là làm công việc nhất định 1 tới 5 năm, năm. Cũng theo luật sư Tuấn, hướng dẫn tại nghị quyết 06-2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao nêu rõ hành vi trình diễn khiêu dâm tại Điều 147 Bộ Luật Hình sự là hành vi dùng cử chỉ, hành động, lời nói, chữ viết, ký hiệu, hình ảnh, âm thanh nhằm kích thích người dưới 16 tuổi, phô bày bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm dưới mọi hình thức trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm tại điều 147 bộ luật hình sự là trường hợp người dưới 16 tuổi trực tiếp chứng kiến người khác trình diễn những hành động nhạy cảm dưới mọi hình thức. Các hình thức biểu hiện trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn những hành động nhạy cảm tại khoản 1 điều 147 bộ luật hình sự gồm trực tiếp trình diễn những hành động nhạy cảm trước mặt người dưới 16 tuổi hoặc dụ dỗ người dưới 16 tuổi trực tiếp trình diễn hành động nhạy cảm chiếu trực tiếp cảnh trình diễn hành động nhạy cảm có sự tham gia của người dưới 16 tuổi. Dụ dỗ lôi kéo ép buộc người dưới 16 tuổi tự chụp, quay lại cảnh trình diễn hành động nhạy cảm của mình, sau đó phát tán. Dụ dỗ lôi kéo ép buộc người dưới 16 tuổi làm những hành động nhạy cảm và truyền tải trực tiếp âm thanh hình ảnh qua Internet live stream. Trình chiếu các ấn phẩm đời trụy có sử dụng người dưới 16 tuổi hoặc hình ảnh mô phỏng người dưới 16 tuổi như hoạt hình, nhân vật được tạo ra bằng công nghệ số. Mô tả bộ phận nhạy cảm của con người, các hình thức biểu hiện khác của trình diễn, hành động nhạy cảm hoặc là trực tiếp chứng kiến việc trình diễn hành động nhạy cảm. Ngoài ra, theo khoản 2 điều 5 của nghị quyết, không xử lý hình sự theo quy định tại điều 147 bộ luật hình sự đối với trường hợp người làm công tác giáo dục, khám chữa bệnh, chăm sóc y tế mô tả bộ phận nhạy cảm của con người vì mục đích giáo dục, khám chữa bệnh, chăm sóc y tế. Ngày 10 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 đã khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích quay clip nhạy cảm. Qua điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định nghi phạm bắt cóc hai bé gái có mục đích đê hèn. Trong điện thoại của nghi phạm có chứa những hình ảnh, clip ghi lại cảnh nhạy cảm của các nạn nhân. Hiện vụ việc được cơ quan công an điều tra làm rõ. Trước đó, chiều mùng 6 tháng 4, công an phường Bến Nghé quận 1 tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1997 ở phường Tân Hưng, quận 7 về việc bị thất lạc hai con là cháu NKTM, sinh năm 2017 và LHTL, sinh năm 2021 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé quận 1 từ tối ngày mùng 3 tháng 4. Chị Chi đã tự đi tìm và liên hệ nhiều nơi nhưng không thấy con. Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị tung quân vào cuộc tìm kiếm. Với nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4, có một phụ nữ lợi dụng lúc hai đứa bé không có người trông coi, tiếp cận, dẫn dụ đi theo từ quận 1 sang quận 8. Người này sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa nạn nhân về trung cư Sài Gòn Pier, phường 22, quận Bình Thạnh. Lực lượng cảnh sát hình sự cùng công an quận 1, công an quận Bình Thạnh phát hiện Phạm Huỳnh Nhật Vi đang khống chế hai con chị Nguyễn Thị Chi tại một căn hộ ở tháp Ruby, chung cư Sài Gòn Pier. Lúc này hai bé vẫn khỏe mạnh, cảnh sát sau đó làm thủ tục bàn giao các cháu bé cho gia đình chăm sóc. Theo thông tin, vào ngày 8 tháng 4, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phạm Huỳnh Nhật Vi 21 tuổi quê Tiền Giang để làm rõ về hành vi bắt cóc hai bé gái xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là bé Nguyễn Kiều Thảo My, sinh năm 2017 và bé Lê Hoàng Thùy Linh, sinh năm 2021, đều là con ruột của chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú quận 7. Thông tin tại buổi họp báo vào chiều cùng ngày, Trung tá Trần Quốc Dũng, là phó trưởng phòng cảnh sát hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nghi phạm không quen biết với hai bé gái. Tối xảy ra vụ việc, đối tượng này tiếp cận hai cháu tại khu vực đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 và dùng tiền đồ ăn để dẫn dụ các nạn nhân đi theo mình. Quá trình di chuyển, vì sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu qua mắt lực lượng công an, sau khi di chuyển từ quận 1 sang đến quận 8, nữ nghi phạm đã đặt xe taxi công nghệ đưa hai bé gái quay ngược về lại căn hộ của mình tại tầng 10 trong chung cư Sài Gòn Pơn ở phường 22 quận Bình Thạnh. Tại đây, Vi tiếp tục dùng tiền và bánh kẹo để dụ dỗ hai bé ở lại căn hộ. Nữ nghi phạm cũng không có hành vi đánh đập bạo hành đối với hai bé gái. Từ các chứng cứ thu thập, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, công an xác định tung tích nghi phạm liên quan là Phạm Huỳnh Nhật Vi và nơi đối tượng trú ngụ giữ hai cháu bé. Để đảm bảo an toàn cho các con tin, lực lượng công an đã tiến hành khoanh vùng ra soát. Đến 10 giờ, các trinh sát ập vào kiểm tra căn hộ và giải cứu thành công hai bé gái. Trung tá Dũng thông tin, nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có người giúp sức và cơ quan điều tra đang làm động cơ bắt cóc hai bé gái. Và cho biết, quá trình giải cứu, PC02 phối hợp công an quận 1 điều động khoảng 200 cán bộ vào cuộc truy xét. Theo đó, vào tối ngày 3 tháng 4, chị Nguyễn Thị Kim Chi, 27 tuổi, ngụ tại quận 7, dẫn bốn con nhỏ đến khu vực số 1 phố đi bộ Nguyễn Huệ ở đường Đồng Khởi, phương Bến Nghé, quận 1 để bán kẹo cho khách. Tại đây, khi chị Chi đi gặp một người quen cách đó hơn 100 mét, thì hai bé gái là NKTM và LHTL trong lúc đi bán kẹo đã bị mất tích. Sau một đêm tìm kiếm không thấy, chị Chi đã trình báo công an địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an quận 1 Bình Thạnh đã tổ chức truy tìm và sau 42 giờ đã giải cứu thành công hai cháu bé, tiến hành bắt giữ nghi phạm Nhật Vi như nói trên. Một nguồn tin cho hay, tại cơ quan công an, nghi phạm Nhật Vi đã khai nhận có chồng ở nước ngoài nhưng vì chưa có con nên muốn bắt cóc hai đứa trẻ nói trên về nuôi. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang làm rõ về lời khai của nghi phạm Nhật Vi và mở rộng điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em này. Liên quan đến vụ hai bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công an quận 1 đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang đấu tranh lấy lời khai của Phạm Huỳnh Nhật Vi, sinh năm 2003 ở huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang để làm rõ động cơ gây án. Theo cơ quan chức năng, Nhật Vi không có công an việc làm ổn định, người này có bạn trai và được đối phương chu cấp tiền. Riêng căn hộ cao cấp tại trung cư Sài Gòn Pơn, nơi cảnh sát giải cứu các cháu bé cũng được xác định là Nhật Vi thuê. Cụ thể, Nhật Vi thuê căn hộ trên với giá là 18 triệu đồng một tháng, từ ngày 3 tháng 4, nhằm mục đích sau khi bắt cóc các bé gái, sẽ đưa về đây để giam giữ. Lý do nghi phạm chọn chung cư Sài Gòn Pơn vì Vi cho rằng nơi đây an ninh, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Về động cơ bắt giữ hai cháu bé, cảnh sát vẫn đang lấy lời khai, cùng có hồ sơ để làm rõ. Trước đó vào chiều ngày 6 tháng 4, công an phường Bến Nghé quận 1 tiếp nhận thông tin từ chị Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1997 ở phường Tân Hưng quận 7 về việc bị thất lạc hai con là cháu NKTM sinh năm 2017 và cháu LHTL sinh năm 2021 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé quận 1 từ tối ngày 3 tháng 4. Chị Chi đã tự đi tìm và liên hệ nhiều nơi nhưng không thấy con. Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị tung quân vào cuộc tìm kiếm. Với nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4, có một phụ nữ lợi dụng lúc hai đứa bé không có người trông coi đã tiếp cận dẫn dụ đi theo từ quận 1 sang quận 8. Người này sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa nạn nhân về chung cư Sài Gòn Pơn ở phường 22 quận Bình Thạnh. Lực lượng cảnh sát hình sự công công an quận 1, công an quận Bình Thạnh phát hiện Phạm Huỳnh Nhật Vi đang khống chế hai con chị Nguyễn Thị Chi tại một căn hộ ở Tháp Đô Bì, trung cư Sài Gòn Pơn. Lúc này, hai bé vẫn khỏe mạnh. Cảnh sát sau đó đã làm thủ tục bàn giao các bé cho gia đình chăm sóc.